chạy xe ok không anh? Xe thì cũng như mọi ngày thì chúng sẽ có tặng thêm cho khách là cái tập hồ sơ. Thì trong tập hồ sơ có gì thì đây, hồ sơ nó có in logo Travel nha, đẹp nha. Trong này cũng có một cái logo nữa, thì đây là cái thẻ Rút Rai của anh Hoàng Minh nè, mình gắn bỏ đây, hợp đồng mua bán nè đó. Và cái nữa là catalog của Travel. Và cái nữa là con cái này là cái ốc chịu khóa yên, khóa phụ với catalog bỏ đây. Thì xe của anh Minh ở đằng này. Trên xe của anh Minh thì anh đã gắn thêm một số phụ kiện. Thì đây xe của anh Minh đây. Thì anh đã gắn cái chống đổ nè, cái bảo vệ thoát nước của Triumph nó có luôn cho mình thấy không? Đó. Với lại là cái ốp gầm, đây ốp gầm. Với cái chống đứng, anh lên chống đứng luôn. Với nữa là cái ba ga sau, đó. Nói chung là anh này anh kỹ lắm. Cái chiếc xe trước của Yến bán ảnh là chiếc Royal Enfield Lexus 500, kỹ cực kỳ. Giờ chiếc này nữa vị khách kỹ mà dễ thương. những anh khách nào mà kỹ tính thì chơi xe này kia rất là ok, bền, đẹp. Thì đây, anh mua xe thì mình có tặng cái voucher để mà mua phụ kiện. Thì anh Minh ơi, chờ anh chút. À, đây anh lựa đồ. Đồ đây trên đây là merchandise. Xài luôn đi anh, lấy voucher xài luôn đi anh. Có cái kính không anh? Ok, đó. Mình sẽ sử dụng voucher ở đây. Đó, mình sử dụng voucher để mua áo quần của Triumph. Thì Triumph mình có cái mảng phụ kiện thời trang đây đó. Thì khách hàng mua xe thì mình được sẽ tặng voucher để các anh chị em để mua phụ kiện thời trang. Hoặc là phụ tùng xe mình sẽ để ở đây. Đó. À, có đồ của Phúc nữa nha. Mình có đồ của Phúc nữa. Phúc có nhiều cái mũ đẹp lắm. Đó.